Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đối với câu này, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp tích phân từng phần. Mình sẽ đặt u bằng x trừ 1. Tại vì sao? Khi chúng ta đảo hàm cục này, thì chúng ta sẽ giảm cái x xuống số 1. Cái này hằng số là số 0. DV đó chính là e mũ 2x dx. Nguyên hàm cái cục này chúng ta sẽ có v bằng 1 chia 2 e mũ 2x. Như vậy, chúng ta biết rằng chúng ta sẽ có u nhân với lại v. Và chúng ta đặt cận từ 0 cho đến 1. Trừ cho tích phân từ 0 cho đến 1. Thì chúng ta sẽ có du nhân v. Thì chúng ta sẽ có e mũ 2x dx. Như vậy, chúng ta thế số 1 và số 0 vào thì nó sẽ ra như thế này. Thì chúng ta biết 1 trừ 1 ra số 0, như vậy cái cục này sẽ trở thành số 0. 0 trừ 1 thì chúng ta sẽ có trừ 1, trừ với trừ là cộng, như vậy ở đây sẽ là cộng. E mũ 0 là số 1, như vậy chúng ta còn lại cục này. Nguyên hàm cục này chúng ta sẽ có E mũ 2x chia cho 2, và chúng ta sẽ có cận từ 0 cho đến 1. Như vậy, trong trường hợp này chúng ta sẽ số 1 và số 0 vào. Như vậy, ở đây chúng ta có e mũ 2. Còn đây là e mũ 0 là số 1. Như vậy, trừ 1 chia 2 nhân cục này và cục này. Như vậy, 1 phần 4 cộng với lại 1 phần 2 thì chúng ta sẽ ra là 3 phần 4. Trong khi đó, đề có kết quả như thế này. Như vậy, chúng ta thấy rõ A bằng 3 chia cho 4. B sẽ bằng trừ 1 chia cho 4. Như vậy, A cộng B chính là 3 chia 4 trừ 1 chia 4. Như vậy, chúng ta sẽ tính ra 1 chia 2. Và đáp án là câu B. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.